Vào năm 2018, nước Pháp đã làm chấn động làng túc cầu thế giới khi vô địch World Cup. Nhưng ít ai nghĩ đến rằng, chính đôi giày này đã góp phần không nhỏ đưa tuyển Pháp lên ngôi vô địch, khiến họ trở thành những kẻ săn mồi qua các trận đấu kinh điển. Không chỉ giúp gia tăng lực sút, nó còn giúp kiểm soát bóng một cách toàn diện. Được gắn liền với các tên tuổi huyền thoại như Beckham, Zidane, Pogba đã giúp tên tuổi của đôi giày này thành công vang dội và phổ biến khắp mọi nơi. Một đôi giày chính hãng từ vài trăm đô đến vài nghìn đô. Vì thế đã có rất nhiều hãng đã bắt chước với giá thành rẻ, chất lượng tạm ổn. Bạn có thể dùng tạm thời cho đến khi tiết kiệm sắm cho mình một đôi chính hãng nhé.